mỏng xinh thịt à, cái bắn bắn ok. Ha, bây giờ mình lại livestream tiếp qua từ từ. À, chào các bạn. Mình muốn nói về lại một tiếp một phong tóc công nghiệp. Cứ tóc công nghiệp là tới đây là phải cho công nghiệp thất nghiệp luôn. Này, các bạn nhìn. Tóc dài bấm để tóc ngắn đẹp lắm. Mà trong khi người mẫu của chúng ta xinh đến mức độ này đây. Mà các bạn nhìn để đây, này. Nó rồi bấm lên đây. Mình đâu có nói dối đâu, thấy chưa? Với Thái thì không có chuyện đó nha. Thái sẽ thay đổi người mẫu này. Đây là Thái chỉ mới cắt tạm thời nha các bạn. Anh khóc luôn, khóc tim luôn đó các bạn. Các bạn cứ yên tâm à. Khóc thiệt luôn á hả? Đây là cảm xúc á. Người mẫu cắt, các bạn khi cắt xong người mẫu khóc luôn á, vì lý do là quá sung sướng. Nếu mà biết tóc ngắn đẹp như vậy là người mẫu không thay đổi rồi. Em ha, người mẫu thay đổi sớm hơn nè. Với tư cách quan hệ cao như vậy thấy không? Khuôn mặt người mỏ nhỏ nè, khuôn mặt người mỏ nhỏ nè, các bạn thấy không? Các bạn đâu có thể mà cái chuối như vậy được không? Khuôn mặt người mỏ nhỏ như có gì lầy như lầy sẵn rồi cắt lên nó lắm không ạ? Thank you.
vì em không thể xài được thì là tóc thì quá ít. Các bạn đừng em quên với các bạn là